các bạn đã quay trở lại với kênh tin giải trí. Và bây giờ hãy cùng cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như chuông thông báo để theo dõi những tin tức mới nhất mỗi ngày. Linh Lan từng bị Vân Hoàng Long chửi mất dạy vì xin tiền từ thiện tất cả anh em bên Mỹ. Những ngày qua, bạn bè thân thiết với Vân Hoàng Long liên tục lên bài bóc phốt Linh Lan sau khi chuyện là người thứ ba phá vỡ cuộc hôn nhân giữa Vân Hoàng Long và chị Ái Vân được phơi bày ra sự thật. Thì mới đây chuyện Linh Lan liên tục xin tiền cũng bị phanh phui. Nói tới làm từ thiện, Linh Lan đã lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản làm của riêng, không có chứng từ công khai minh bạch các khoản tiền từ các anh em bạn bè bên Mỹ gửi về để sử dụng cho việc làm từ thiện. Vì mỗi khi đi làm từ thiện, Linh Lan đều bảo là của mình. Dù Linh Lan không còn qua lại liên lạc với Vân Hoàng Long gần một năm nay, nhưng đều mượn danh Vân Hoàng Long để kêu gọi xin tiền từ thiện từ các anh em bạn bè của Vân Hoàng Long, kiểu thúc ép xin tiền từ thiện, khiến Vân Hoàng Long vô cùng xấu hổ với anh em bạn bè. Cụ thể, Linh Lan đã nhắn tin cho rất nhiều người bên Mỹ về việc xin tiền xây nhà cho một người dì khoảng 90 triệu đồng. Khi không được trả lời tin nhắn, Linh Lan liên tục nhắn tin vặn hỏi. Cụ thể nội dung tin nhắn như sau: giúp quê em với anh trai, nhà của dì trời mưa là ướt hết không ngủ được, mà nước là ngập lên tới chân. Em muốn xây nền cao lên rồi sửa lại nhà cho dì, của ít lòng nhiều anh ơi. Cho đi sẽ nhận lại anh ơi, cùng em giúp dì có cái nhà sống tốt hơn anh ơi. Khi không nhận được trả lời, Linh Lan lại tiếp tục nhắn tiếp. Anh ủng hộ gì được không nè, tuần sau hết mưa em xây nhà cho dì rồi nè. 5 ngày sau, Linh Lan tiếp tục nhắn. Anh ủng hộ được phần nào không anh? Anh trai xem ủng hộ được phần nào không anh? Anh trả lời em biết, để em tổng lại. Cùng với nội dung tương tự, Linh Lan đã nhắn tin cho nhiều người khác. Tiếp đến, Linh Lan nhắn tin xin tiền để làm từ thiện ở miền Trung. Đợt lũ vừa qua, Linh Lan và em gái ruột cũng đã đến trực tiếp nhiều nơi để trao quà cho bà con với danh nghĩa cá nhân mà không hề kê khai nói rõ các khoản tiền đã nhận từ anh em bên Mỹ. Ngoài ra, Linh Lan còn nhắn tin gạ gẫm một người bạn của Vân Hoàng Long để xin tiền mua dây chuyền và giày dép. Và mới đây nhất, vào khoảng cuối tháng 12 năm 2020, khi Linh Lan nhắn tin cho các anh em bên Mỹ để xin tiền đi làm từ thiện, thì Linh Lan đã bị Vân Hoàng Long nhắn tin chửi. Theo nội dung tin nhắn, Linh Lan nhắn cho một người: em không ép buộc ai cùng em làm từ thiện hết. Mùa dịch em biết ai cũng khó khăn, nên em đã kêu gọi mọi người có ít thì giúp ít, có lòng thì giúp nhiều. Không biết ai nói gì bà Helen nhắn về chửi em thấy mất dạy, nói em ép anh chị em bên Mỹ phải đưa tiền để em làm từ thiện. Đây cũng không phải là của riêng em, mà là mẹ của em đưa tiền cho em đứng ra làm từ thiện. Thứ nhất là cầu cho dịch qua nhanh, anh chị em bên Mỹ được bình yên. Thứ hai là cầu cho Helen được khỏe mạnh, vì Helen sốt cao chết 2 lần mà may mắn sống được. Em không biết anh chị em bên Mỹ nói gì mà bé Helen nhắn về Việt Nam, chửi em là thứ mất dạy, của mày làm được con mẹ gì. Thân còn lo chưa xong mà làm từ thiện. Người này còn cho biết thêm sự thật đằng sau những đồng tiền Vân Hoàng Long gửi về. Theo lời kể của Vân Hoàng Long với bạn bè trước khi đi Mỹ, đã để lại cho Linh Lan số tiền gần 500 triệu đồng trong tài khoản. Nhưng chỉ trong vài tháng, Linh Lan đã tiêu sạch số tiền đó. Không cần biết Vân Hoàng Long bên Mỹ cực khổ ra sao, làm bao nhiêu nghề, Linh Lan và cả gia đình chỉ biết dựa dẫm, ăn xài hưởng thụ. Sau một lần về nước, Vân Hoàng Long đem về 300 mấy triệu đưa Linh Lan không biết làm gì mà bay sạch. Không còn tiền tới ngày anh Long về Mỹ, phải mượn tiền của chị Ái Vân mà về. Năm 2020, khi tình hình dịch bệnh căng thẳng, Vân Hoàng Long không có show diễn, việc làm không có. Rồi lúc Vân Hoàng Long bệnh nằm ở nhà, không có tiền nên phải mượn từ anh em bạn bè. Có khi nhờ bạn làm dịch vụ, gửi tiền ứng trước gửi về, rồi anh Long phải trả lại từ từ. Mỗi tháng phải gửi về cho Linh Lan từ 2 đến 5 ngàn đô, nếu không sẽ không cho gặp mặt con. Mà thậm chí trong đó số tiền của chị Ái Vân và cũ là nhiều nhất. Chị Ái Vân còn gửi qua tay một người vì sợ anh Long biết rồi ngại, để anh gửi ngược về cho mẹ con Linh Lan. Chị Vân vẫn luôn giúp anh Long để mong anh có cuộc sống ổn định nuôi vợ con, vì biết anh sẽ rất khó khăn khi bắt đầu lại từ đầu. Vân Hoàng Long chỉ chu cấp cho mẹ con Linh Lan đã mang nợ ở Mỹ. Về chuyện này, ca sĩ Phạm Thanh Thảo cũng cho biết, khi Vân Hoàng Long ra đi, còn rất nhiều khoản nợ anh em bên Mỹ chưa được trả. Lộ bằng chứng Linh Lan gạ gẫm bạn của Vân Hoàng Long ở Mỹ để xin tiền mua sắm. Cụ thể, người này cho biết, sau khi Linh Lan xin khẩu trang cho bệnh viện, xin gạo cho chùa, xin tiền xây nhà cho dì, xin tiền cứu trợ miền Trung, thì bên cạnh đó Linh Lan cũng xin đổi giày chuyền và xin mua giày. Chưa hết, Linh Lan còn kể bạn Linh Lan mới được anh Việt Kiều nào cho mấy trăm ngàn mua cái nhà,
nên Linh Lan cũng tính xin luôn cái nhà cho Linh Lan. Linh Lan gặp ai cũng nói đã chia tay anh Long rồi, không còn liên quan gì nữa, để thả thính bạn bè của anh. Nhưng anh mất đi thì lên Facebook cầu cứu sự thương hại của mọi người, còn làm ảnh hưởng đến gia đình anh. Anh xa đi không thanh thản nổi. Trong một ảnh chụp màn hình, Linh Lan đã gửi hình ảnh Cộng Dây Chuyền và nói: ông già cho 500 đi, em Hùng vô đổi giày này. Chị Linh Lan đã nhắn xin người này 500 đô để đổi Cộng Dây Chuyền. Và tiếp đến là xin 3.550.000 để mua đôi giày mới. Ngoài ra chị Linh Lan còn nói rằng anh Long đã có vợ mới 1 năm rồi, chắc em đến lúc phải có chồng mới thôi. Ngoài ra Linh Lan còn nói anh Long có vợ khác đâu liên quan gì đến em, nên em giờ có quyền gì nói. Giờ em quen người khác anh ta cũng đâu có quyền gì nói nữa. Bạn bè Văn Quang Long tiết lộ những tin nhắn Linh Lan chửi Văn Quang Long với những từ ngữ hết sức thậm tệ. Theo nội dung tin nhắn từ ngày 6 tháng 1 năm 2020, khi Linh Lan nhắn cho một người chị hai về chuyện xin tiền Văn Quang Long để đưa con đi khám bệnh. Linh Lan hỏi, vậy anh ta tính như thế nào chị hai, để em biết em tính rồi chị hai. Người chị trả lời, con em bệnh thì em lo cho nó đi rồi tiền bạc tính sao. Bà nó nói bà nó mới gửi về 1.500 với 500 đô mà chưa đủ hả em? Linh Lan liền kêu trời, gửi về có 500. Chị nói lại bà nó giúp em, khỏi gửi để em tự quyết định. Mới gửi đầu tháng 500. Người chị này nói, nó bên đây không có tiền em ơi, nó thiếu nợ nhiều lắm. Được biết vì mùa dịch không đi hát được, nên Văn Quang Long phải mượn tiền bạn bè để gửi về Việt Nam. Linh Lan liền nói thêm, cái áo có 1.200.000 mà suy nghĩ gần 2 tháng trời không dám mua. Con bệnh ai biết tốn bao nhiêu tiền đâu. Cách đây 3 tuần, nếu bé Helen xỉu rồi chết luôn, thì bây giờ nó đâu phải nói câu gửi 2.000 về hết trời. Thôi được rồi, chị nói nó cầm cái miệng lại đi, em sẽ tự lo tất cả cho Helen. Đúng nghĩa còn người bỏ đi mà. Em nghĩ cho Helen nên mới chia tay thằng khốn đó. Bây giờ gia đình của em không ai tha thứ cho nó nữa. Vì sao em hổn, em không muốn hổn. Nó ham ăn ham nhậu như vậy, và giờ còn nói láo rồi gái gú. Thứ đó là thứ bỏ đi. Người chị này hỏi lại, có chắc là chia tay được không? Bỏ không được đâu em ơi. Trong một ảnh chụp tin nhắn khác, Linh Lan cũng nói với giọng điệu quen thuộc, chả lo không nổi thì cầm cái miệng lại, đừng gọi về Việt Nam. Nói ra cho Helen từ A đến Z. Em nhiều khi buồn cười thật. Anh nói với bà Helen giúp em, tại em không muốn liên lạc anh ta. Anh giúp em nói anh ta cầm cái miệng lại đi, mai mốt đừng gọi về Việt Nam. Nói ra cho Helen từ A đến Z nữa, lo rồi than kêu tiết kiệm. Trước đó vào thời điểm tháng 5 năm 2019, Linh Lan cũng cho biết rất hối hận khi đã sinh con cho Văn Quang Long. Cụ thể trong ảnh chụp màn hình tin nhắn, Linh Lan đã nói, từ đây về sau anh Long có chuyện gì thì gọi cho mẹ của anh. Chị đừng gọi báo tin cho em và nói gì liên quan anh Long cho em nghe nữa. Em đã chia tay anh Long và không còn muốn liên quan gì đến con người dối trá và nhậu bê tha như vậy. Em nằm trong phòng cấp cứu, em rất hối hận khi theo anh Long và sinh con cho anh Long. Em tự trách mình sao lại theo một con nghiện như vậy. Chuyện ba của Helen, quen chị ở Mỹ, em biết trước lúc hai người đó bị bệnh nữa. Không phải lúc ổng công khai trên Facebook em mới biết đâu hài ơi. Em cũng chúc mừng ba Helen được hạnh phúc mới. Không sao nè, giờ hai người sống như vợ chồng rồi. Nhiều người hỏi em mà em không trả lời câu nào hết. Em cười cho qua chuyện. Xong em nói một việc, đến 1-2 năm là mọi chuyện đâu vào đó thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày.